Dạ thưa sư, một người phạm tội giết người, tà dâm, ăn trộm vân vân, sau khi đã chịu trách nhiệm trước pháp luật, xin lỗi đền bù một phần cho người bị hại theo quy định, biết ăn năn sám hối rồi, thì người đã phạm tội đó có phải tiếp tục chịu hình phạt ở địa ngục do lỗi mình đã tạo hay không? Nếu có, xin sư chỉ cách làm thế nào để không bị xuống các khổ cảnh ngoài việc đi xuất gia. Con cảm ơn sư. Như sư nói đó, ở đầu buổi vấn đáp là khi mình tạo các ác nghiệp thì mình sẽ phải chịu 4 thứ quả báo. Mình sẽ chịu 4 thứ quả báo, đó là bị pháp luật trừng trị nè, bị tiếng đời chê trách nè, bị cắn rứt lương tâm nè, và bị quả báo cho đời sau kiếp khác. Thì mình chỉ mới bị có 3 cái đầu à, thì còn cái sau nữa mình phải chờ, là cái đó không tránh được, không tránh được. Mình chỉ có, xin nói nó giống như là mình bây giờ mình có một cái nhúm muối vậy nè, mình ăn vô trong họng là mình lè lưỡi, chịu không nổi. Bây giờ làm sao giờ? Mình pha nó ra, pha nước, bỏ vô một cái thau nước, bỏ vô một cái nồi nước, pha loãng nó ra, rồi từ từ thì uống, thì nó cũng là nhăn mày nhíu mặt, nhưng mà ít nhất là mình cũng còn xài được. Rồi mình có thể là mình thậm chí là bỏ rau củ, rồi bỏ thịt thà cá mú vô, mình làm ra được nồi canh. Chứ còn mình chơi cái nhóm muối này mà mình cắn răng là mình nuốt là mình trợn trắng mắt. Giống như trong bài kinh hạt muối, cái phẩm hạt muối trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn ví dụ như bây giờ một cái nhúm muối đó mà bỏ vô một ly nước thì uống không được, nhưng một cái nhúm muối đó mà bỏ vô trong một cái con sông thì nó không xi nhê gì hết. Cũng như một người không tu tập, tâm địa hẹp hòi, chỉ cần họ làm một ác nghiệp nhỏ thì ác nghiệp đó cũng đủ dẫn họ đi địa ngục như thường. Nhưng một người nội tâm có tu tập, tâm địa rộng lớn, thì cũng với ác nghiệp đó họ chỉ phải chịu quả báo trong đời này kiếp này mà thôi, họ không hề phải chịu quả báo cho đời sau kiếp khác. Cho nên bây giờ cái cách duy nhất mà mình làm đó là tạo nhiều thiện nghiệp, để chi? Pha loãng ác nghiệp ra. Chỉ có cách đó thôi, còn làm tới mức độ nào thì đó tùy theo khả năng của quý vị. Việc xuất gia là việc làm phước lớn nhất, mà bây giờ quý vị không chịu thì bây giờ đời sống cư sĩ làm phước kiểu gì mà được tốt nhất thì cứ làm. Đó là cái lời gợi ý của sư, và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây thì cái phần mà trả lời Đức Hạnh Tuệ sư hoàn toàn đồng ý nha, nghĩa là phần mà chung á, tụ chung á, cái lời khuyên á thực sự rất là chính xác thưa quý vị, rất là chính xác mà theo đúng tinh thần Tam Tạng đó. Quý vị sư chỉ có lời khuyên là quý vị cố gắng nghe kỹ từng lời nói và chiêm nghiệm lại cái phần giải thích của Đức Hạnh Tuệ, đưa ra ví dụ rất là dễ hiểu. Là cái câu mà chốt nha, là mình phải cố gắng pha loãng các bất thiện nghiệp ra bằng các thiện nghiệp rất là, những cái số khối lượng thiện nghiệp đó thì rất là nhiều hơn rất là nhiều, phải không? Phải pha loãng là được. Cái phần trả lời của Đức Hạnh Tuệ thì rất là đầy đủ rồi. Ở đây thì sư chỉ nói thêm một cái điểm này để cho quý vị hiểu rõ thêm hơn về những cái nghiệp bất thiện. Mình phải lưu ý nữa nha, khi mình làm phải lưu ý nữa. Tại vì khi mà nói một người mà phạm tội giết người, tà dâm, ăn trộm này nè, thật sự nó cũng chung chung nha. Nó cũng chung chung. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói chung chung á, mình không có hiểu được cái tầm mà nguy hiểm của cái việc mà giết người, nói chung là giết người hay tà dâm hay ăn trộm đó, hay là phạm ngũ giới đó, tự chung vậy đó, những cái bất thiện nghiệp tự chung đó. Bởi vì sao? Bây giờ phải hiểu rồi nè. Nếu một người phạm tội giết người nè, chúng ta phải mở ngoặt nè, cái người này là người nào, đối tượng là đối tượng nào. Như trong nhiều bài giảng sư cô nói đó, nếu mà mình giết người mà giết ngay những đối tượng mà giống như cái đối tượng mà trong kinh điển Đức Phật có nói đến, những cái đối tượng mà không có nên đụng tới, có nghĩa là những đối tượng mà không nên đụng chạm tới, giống như hàng thánh nhân không, hay những vị có giới hạnh rồi đó, hay là cha mẹ mình đó, thì mình đụng đến những cái hàng này là nên làm gì để sự kể một cái câu chuyện liên quan đến một ngày móc cái la ná tới ngày một kiệt liên cho quý vị hiểu, là để mình hiểu rõ hơn nha, mình hiểu rõ hơn, rõ hơn để chính vì mình hiểu rõ hơn thì mình mới kinh sợ, mình mới có tàm có quý, nghĩa là mình hổ thẹn, mình kinh sợ tội lỗi, không, mình có cái động lực để mình làm theo cái lời của Đức Hành Tuệ nói đó, là mình dùng cái khối lượng mà thiện nghiệp để mình pha loãng các nghiệp ra, để phần nào á mình tránh vào thoát khỏi bốn khổ cảnh, mà lỡ vào bốn khổ cảnh này thì mình cũng không ở đó lâu. Thì cái câu chuyện này liên quan đến ngài Móc Galana, tức là ngày một kiền liên, là trong quá khứ của ngài nghe lời vợ thì mới rắp tâm là dẫn cha mẹ ruột của mình đi lên rừng. Thì cái rắp tâm ban đầu là muốn giết cha mẹ luôn, thì mới cha mẹ bị mù, thưa quý vị, cha mẹ bị mù nha, cha mẹ bị mù thì mới dẫn đi lên rừng như vậy đó. Thì ngài mới làm bộ, nói cái bộ giống như có đám cướp đó, rồi đánh đập nè cha mẹ nè đó, đánh đập cha mẹ nói là đó, gì đó cha bộ vậy. Thì khi như vậy cha mẹ mới nói là cha mẹ mù mà đâu biết gì đâu, thì mới nói là con chạy đi để tụi nó đánh đập cha, để tụi nó đánh đập cha mẹ được rồi, con giữ mạng sống con đi, con đừng có ấy, con đừng có đây nữa. Thì khi mà nghe cha với mẹ nói như vậy, thưa quý vị, ngài mới kêu bằng là thời điểm đó rung cảm, mới xúc động thôi, mới dừng lại đó, cái tâm trạng thái tâm mà mới rắp tâm muốn giết hại, muốn giết luôn cha mẹ đó đó, chỉ vì nghe lời vợ đó thì mới ngừng lại, thưa quý vị, mới ngừng lại. Thì không có ý định giết ông bà nữa. Thì câu chuyện là dừng ở đó. Nhưng mà rồi cái quả, thưa quý vị, cái quả quý vị biết không, là khi mà ngài, cái quả mà khi mà ngài chết đi đó, ngài ở trong địa ngục có rất là lâu, địa ngục rất là lâu nha. Mà có điều này quý vị phải lưu ý nè, ngài ở trong địa ngục có lâu tới nỗi mà tới cái kiếp mà ngài là đệ tử của Đức Phật đó, ngài là ngài một kiền liên Móc Ca La Ná, là ngài đen thù lùi luôn. Mà ở trong kinh điển mô tả là ngài đen bóng luôn á. Bởi vì tại sao á, mà cái hình tượng mà ngài Móc Ca La Ná ở bên Sri Lanka là cái hình tượng ngài đó, là có cái tượng của ngài Móc Ca La Ná là cái da màu xanh, có nghĩa là đen bóng đỏ màu xanh, thưa quý vị, là do cái nghiệp có nghiệp bất thiện á, mà đánh đập cha mẹ đó. Đó. Cho nên là phải đọa địa ngục, nghĩa là ý định ban đầu là giết cha mẹ đó. Cho nên đi ngục rất lâu. Thì tương tự quý vị phải hiểu đó, cái vấn đề tà dâm hay là ăn trộm gì đó. Đó, mình làm cái bất thiện này nè, mình đôi khi á, mình xui á, thì gọi từ xui thôi nha, xui mình dính ngay những cái đối tượng mà mình bắt buộc không nên đụng tới, đối tượng này không nên đụng tới, thì nó đem lại cái quả khổ cho dù á, mình cái thiện nghiệp á, mình cố gắng mình làm mà mình làm nhiều cỡ nào mình để bù đắp lại, mà đụng ngay đối tượng mà gọi đối tượng mà không thể đụng tới, không thì nó cũng khó mà bù đắp lại được. Cho nên là ngoài cái việc lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ vì phải ghi nhớ, và cái câu chuyện của sư để phần nào mình chấn chỉnh, thì mình tỉnh lại, không, mình tỉnh lại tốt nhất là nên giữ trọn năm giới, không, giữ chọn năm giới cho dù bất kỳ điều gì, không, để cho mình có một cái kiếp sống ngay trong hiện tại, mình được đạt được sự an lạc và những cái chống sống trong tương lai. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.